Rạng sáng nay, theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhất trí bỏ phiếu gia hàng hoạt động gìn giữ hòa bình tại Liban thêm một năm nữa. Nhưng phía Mỹ cho biết cần phải thay đổi nhiệm vụ của hoạt động này trong tương lai. Lực lượng lâm thời của Liên Hiệp Quốc tại Liban, UNIFIN, được thành lập năm 1978, chuyên tuần tra biên giới phía nam của Liban với Israel. Nhiệm vụ của hoạt động này được gia hạn hàng, hàng năm và sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 8 tới đây cuộc bỏ phiếu nhất trí ngày hôm nay là bằng chứng cho thấy mối quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với liban đây là thông điệp rõ ràng ủng hộ ổn định và ngừng bắn trong khu vực việc mở rộng nhiệm vụ của unifin hỗ trợ mục tiêu giảm leo thang trong khu vực mục tiêu này quan trọng hơn bao giờ hết trong tương lai chúng ta cần giải quyết mối đe dọa đến từ hezbollah và các tác nhân xấu khác ở liban vốn ngăn cản khả năng hoạt động tự do của unifin đe dọa đến sự an toàn và an ninh của lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hiệp quốc Buổi bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gồm 15 thành viên diễn ra chỉ vài ngày sau khi nhóm Hezbollah ở Liban và quân đội Israel có một trong những đợt giao tranh dữ dội nhất trong 10 tháng qua, trong bối cảnh lo ngại về khả năng xung đột Hamas-Israel ở Gaza sẽ lan rộng ra khu vực.